Thưa quý vị, tuần này chúng tôi muốn cùng quý vị bình luận xung quanh vấn đề phát hành trái phiếu chính phủ. Thông tin từ Sở Du dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, trong tháng 4 năm 2024, HNX đã tổ chức thành công 17 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ, hỗ trợ kho bạc nhà nước quy động được 22.746 tỷ đồng. Trái phiếu trúng thầu có kỳ hạn đa dạng, gồm 5, 10, 15, 20 và 30 năm. Đặc biệt là kho bạc nhà nước đã quy động thành công trái phiếu có kỳ hạn dài 20 năm và 30 năm sau hơn một tháng gọi thầu không thành công. Điểm đáng chú ý là lãi suất trúng thầu tại các kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm có xu hướng tăng dần trong tháng 4. Trong đó lãi suất trúng thầu tại thời điểm cuối tháng cao hơn từ 0,3% một năm đến 1,1% một năm so với phiên đầu tháng. Tương ứng lần lượt là 1,61%, 2,5%, 2,68%, 2,8% và 3% một năm. Trên thị trường thứ cấp, quy mô niêm yết trái phiếu chính phủ tại thời điểm cuối tháng 4 là 2.040.411 tỷ đồng, tức là tăng 1,13% so với tháng trước. Vâng, huy động vốn qua trái phiếu chính phủ trong nhiều năm trở lại đây đã trở thành một kênh huy động vốn hiệu quả cho ngân sách nhà nước. Do vậy, việc nhiều phiên đấu thầu diễn ra thành công với kỳ hạn huy động dài, lãi suất phù hợp là một yếu tố tích cực đối với nền kinh tế.